Một phụ nữ trẻ đem theo con gái của cô ấy chuẩn bị đáp tàu điện ngầm. Lúc này quả bóng bay đỏ của đứa con gái chợt bay lên trên đỉnh của trạm tàu điện. Người phụ nữ liền kiễng chân muốn lấy quả bóng bay xuống. Đột nhiên có một người từ phía sau xông ra, mạnh mẽ đẩy người phụ nữ trẻ ra phía tàu điện ngầm đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn không ngờ được là người vừa hành hung kia lại là cô gái số 1 của chúng ta, nữ chính. Ống kính chuyển cảnh, nữ chính kinh hãi tỉnh dậy từ trong ác mộng. Thì ra đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, tin tức trên TV đưa tin một vụ án tự sát ở nhà ga tàu điện ngầm. Nữ chính vừa nhìn đã thấy có gì đó bất thường. Đây không phải chính là người phụ nữ trong giấc mơ đêm qua của mình sao? Nữ chính chủ động nói với cấp trên Bryce sẽ đích thân điều tra vụ án này. Sau khi nữ chính và nam chính đến nhà ga tàu điện ngầm, cảnh tượng ở nhà ga tàu điện giống y hệt trong giấc mơ. Ngay cả đến quả bóng bay đỏ trên nóc nhà ga cũng hoàn toàn trùng khớp. Nữ chính tìm ra người chồng của người phụ nữ đó. Người chồng nói tình cảm của bọn họ rất tốt, vợ của anh ta không thể nào tự sát được. Nữ chính chăm chú xem lại camera giám sát, động tác của người phụ nữ giống y như trong giấc mơ, mà bản thân chị lại không ở hiện trường. Sau khi không thể điều tra ra sự bất thường nào khác, nữ chính xin một bản copy bản thu hình đem về. Trong phòng thí nghiệm, nữ chính nói giấc mơ đêm hôm qua rất rõ ràng và nhớ rằng là chính mình đã đẩy người phụ nữ kia xuống. Lão tiến sĩ nói đây có thể là do nữ chính đang dùng ý chí thao túng kia người phụ nữ nhảy xuống. Nam chính không thể nghe tiếp được nữa, cắt ngang câu nói, nói rằng đã nhìn thấy người phụ nữ tự mình nhảy xuống ở trong băng thu hình, chẳng có ai giết ai cả. Lão tiến sĩ vẫn kiên trì cách nói ý niệm có thể giết người. Muốn phá được câu đố này, chỉ còn cách đợi cho sự việc tương tự xảy ra lần nữa. Nữ chính đến một nhà ăn cơm, một đôi vợ chồng ở gần đó hình như đang xảy ra tranh cãi. Người phụ nữ thậm chí còn phẫn nộ, cầm lấy con dao trên bàn ăn đứng lên. Nữ chính vội vàng đi đến đó. Theo như sự hiểu biết của chúng ta về nữ chính, cô ấy chắc chắn là muốn đi khuyên giải, nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng nữ chính lại cầm lấy tay của người phụ nữ dứt khoát đâm vào người chồng. Ống kính chuyển cảnh, được rồi, đây lại là giấc mơ của nữ chính, nhưng mà vụ án mạng ở nhà ăn đích thực đã xảy ra rồi. Chỉ có điều có đến 6 người tận mắt chứng kiến làm chứng là người phụ nữ khi cãi nhau ở trong nhà hàng đã đâm chồng của mình. Nữ chính tìm đến người phụ nữ đó. Người phụ nữ nói tình cảm của mình và chồng vẫn luôn rất tốt, nhưng mà lần này không biết vì nguyên nhân gì mà cô ấy cảm thấy người chồng rất tồi tệ, một chút kích động một chút nổi nóng liền gây ra tai họa. Nữ chính và nam chính đến nhà hàng nơi xảy ra sự việc để điều tra. Từ trong lời nói của ông chủ nhà hàng được biết, lúc đó người ngồi gần cửa sổ là một thanh niên tóc bạch kim mặt sẹo. Một người có trí nhớ cực tốt như nữ chính lập tức biết đó là ai rồi. Thế là trở về phòng thí nghiệm, thông qua việc tra xét lại băng ghi hình ở nhà ga tàu điện, quả nhiên đã tìm ra tên mặt sẹo này. Nữ chính nói bản thân mình trong mơ không hề nhìn thấy người này. Lão tiến sĩ nói nữ chính rất có khả năng thông qua giấc mơ đã liên kết với ý thức của người này. Trợ lý điều tra lúc này dựa theo hình ảnh đã tra ra được, người đàn ông này tên là Nick, nơi đăng ký địa chỉ thường trú là ở bệnh viện tâm thần. Lão tiến sĩ có trí nhớ tốt có lẽ sẽ nhớ, lần trước lão tiến sĩ đi bệnh viện tâm thần điều tra lại bị nhốt lại mấy ngày, ký ức lại ồ ạt quay về, cho nên lần này có đánh chết ông cũng sẽ không quay lại nơi đó. Thế là nam chính và nữ chính đến bệnh viện tâm thần điều tra. Bác sĩ điều trị chính nói Nick là một người rất thần kỳ, chỉ cần anh ta vui mọi người đều sẽ vui, anh ta vừa buồn mọi người đều tâm trạng đi xuống theo anh ta, giống như là một người điều tiết cảm xúc. Nick còn nói anh ta lúc nhỏ được bên quân đội chiêu mộ, đã từng làm những thử nghiệm có tính cơ mật cao, dùng để đối phó với kẻ địch từ vũ trụ song hành đến trong tương lai. Nếu như là bác sĩ, nữ chính nghe có chút quen tai, bởi vì trong mấy tập trước John cũng đã từng nói với chị những lời tương tự. Nữ chính tìm lão tiến sĩ để tìm hiểu về loại thuốc ketesifen. Lão tiến sĩ nói nếu như Nghi Khắc đã bị trích cái loại thuốc này, vậy thì có thể giải thích vì sao mặt cảm xúc tiêu cực của anh ta có thể giết người rồi. Năm đó người sáng lập ra công ty lớn làm một thí nghiệm, sẽ thu nhận và huấn luyện trẻ em chia thành hai nhóm. Những đứa trẻ ở nhóm 1 có thể sinh ra những liên hệ kỳ lạ không rõ ràng. Sau khi nghe xong những điều này, nữ chính có chút sợ hãi. Từ các loại dấu vết có thể nhìn ra, cô ấy lúc nhỏ có thể chính là người chịu huấn luyện của ketesifen. Đây cũng chính là lý do vì sao cô ấy có thể liên kết với ý thức của các Nick. Lúc này lão tiến sĩ nói ông ấy có cách để tìm ra Nick, chính là thông qua thôi miên sâu, để nữ chính lại một lần nữa xuyên vào trong thức của Nick để tìm anh ta. Bọn họ có thể thành công tìm thấy Nick hay không? Một người đàn ông biểu cảm lạnh nhạt đi lại trên phố. Điều kỳ lạ là chỉ cần là nơi anh ta đi qua, người đi đường sẽ tự động đi theo anh ta. Rất nhanh tên đàn ông quái dị dẫn theo một đoàn người này đi lên sân thượng. Không sai, anh ta chính là Nick, người có thể dùng cảm xúc giết người. Mà nữ chính là một người cùng trong đội chịu huấn luyện, rõ ràng sẽ không thể chịu loại ảnh hưởng này. Nữ chính nhỏ tiếng gọi Nick. Sau khi Nick quay đầu lại chốc lát liền nhận ra nữ chính, nhưng nữ chính lại không có ấn tượng. Nick giải thích, nữ chính vẫn chưa bị đánh thức. Nick còn nói trước đây không lâu có một người đeo kính tìm đến anh ta, bảo anh ta chuẩn bị chiến đấu. Anh ta chính là bị người này đánh thức. Có điều, sau khi bị đánh thức, năng lực ảnh hưởng cảm xúc khiến anh ta cũng sống rất khổ sở. Anh ta cũng không muốn tùy tiện hại chết người khác. Sau khi Nick nói xong những điều này, hy vọng nữ chính giết anh ta, để anh ta kết thúc đau khổ. Nữ chính do dự một lát,
tâm trạng của Nick dần dần đi xuống. Người qua đường ở hiện trường đứng gần anh ta nhất từ trên cao ngã xuống, ngã lên chiếc xe hơi trên mặt đất. Không còn cách nào khác, nữ chính chỉ đành nổ súng bắn bị thương Nick. Những người qua đường còn lại cũng ngã vào phía bên trong một cách thần kỳ. Nick bị đưa đến phòng thí nghiệm của công ty lớn. Bọn họ đã trích thuốc cho anh ta, dự định làm cho anh ta rơi vào trong trạng thái hôn mê lâu dài. Vụ án ly kỳ cuối cùng cũng được phá. Trong phòng thí nghiệm, lão tiến sĩ bới ra được cuộn băng ghi hình thí nghiệm trước đây. Thì ra lão tiến sĩ đã gia nhập thử nghiệm ketesifen. Băng ghi hình hiện lên một bé gái chính là nữ chính lúc nhỏ. Tập 17 đã kết thúc trong sự trầm tư của lão tiến sĩ. Muốn biết sau đó thế nào? Các bạn xem phim chúng ta tập sau gặp lại.